cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về ván đánh trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 5 của giải cờ tướng Thâm Quyến Bôi năm 2021 với Thiên Mã Vương Mạnh Thần, người cầm bên đỏ Định Tiên và Tiểu Quý Nhân Tạ Tĩnh cầm bên đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứng chứ Và sau tình huống cờ thoái mã V để lấy thế công đến từ bên tiên từ trong thực chiến của trận cờ bên đen của Tạ Tĩnh, anh đã buông cờ xin thua sau ván đấu trên khi các bạn thấy đường tấn công của bên đỏ là quá mạnh trong bối cảnh như vậy. Như vậy, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên đánh trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 5 của giải cờ tướng Thâm Quyến Bôi năm 2021. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.